Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và ngày hôm nay, cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo trong chương trình Mindfulness Grade 1, đó là bài số 10, Unit 10. Trước tiên thì các con hãy lật sang trang sách số 46 và trang sách số 47 để chúng ta có thể bắt đầu với Lesson 1 các con ha. 1. Listen, point and repeat. Color. This is the letter J. The letter J makes the J sound. Jam. Jelly. Juice. Vậy là ba từ mới mà chúng ta học được. Đầu tiên ở đây là một cái hũ mứt dâu. Và mứt ở trong tiếng Anh được đọc là Jam. Jam. Và tiếp theo ở đây là một miếng thạch nè. Và cái thạch ở trong tiếng Anh được đọc là cái thạch mà chúng ta ăn á, thì cái thạch này ở trong tiếng Anh được đọc là Jelly. Jelly. Và cuối cùng ở đây các con thấy có một cái ca nước ép trái cây. Và cái nước ép trái cây được đọc là Juice. Juice. Rồi, bây giờ chúng ta listen, point and repeat các con nha. J. Ja. J. Ja. J. Ja. J. Ja. Jam. 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 Jelly. 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 Juice. 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 Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Now color. Phần này thì các con tự tô màu các con nha. Và đến phần look and listen thì các con hãy chuẩn bị giấy bút để chúng ta có thể viết theo các con ha. J. Ja. J. Ja. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2, listen and point. Nhìn vào bức tranh này thì chúng ta thấy có 3 nhân vật đúng không nè? Đầu tiên đó là một bạn nam đang cầm một hũ mứt và bên này thì là một cái lát bánh và trong đó có phết mứt lên. Thì bên này thì có một bạn nữ cầm một cái dĩa và trên dĩa có một cái thạch. Và cuối cùng là một bạn nam đang cầm một cái ly nước ép trái cây và cậu ấy đang hút. Bây giờ chúng ta xem thử là các cậu nhỏ, các cô nhỏ nói cái gì các con ha. Yum! I like jam. Yum! Mình thích mứt. Ngon quá! I like jam. Yum! Yummy! I like jelly. Yum. Mình thích thạch. Ngon quá. I like jelly. Yum. I like juice. Yum. Mình thích nước ép trái cây. Ngon quá. I like juice. Yum. Bây giờ chúng ta listen and point các con nha. I like jam. Yum. Yum. I like jelly. Yum. Yummy. I like juice. Yum. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Now color. Nhìn vào bức tranh này thì chúng ta thấy là sẽ có 3 vật chúng ta cần phải tô. Đầu tiên đó là một hũ mứt. Bên này là một viên thạch và cái này là một ly nước ép trái cây. Thì đây là 3 cái chúng ta cần tô màu. Các con tự tô màu các con ha. Bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo đó là chant and show. Các con hãy đứng lên và nhún nhảy theo giai điệu của bài hát các con ha. Jam. J, j, j. Jam. Jam. J, j, j. J, j, j. Jelly, jelly, j, j, j.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi và đây là lúc chúng ta sẽ tiếp tục với lại lesson 2. Và lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 48 của các con, nên các con hãy lật sang trang sách số 48 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4, listen, read along. I like jam. Yum. Tôi thích mứt. Ngon quá. I like jelly. Yum. Tôi thích thịt. Ngon quá. I like juice too. Yum. Tôi cũng thích nước ép trái cây nữa. Ngon quá đi. Jam, jelly, juice. Yum, yum, yum. Mứt nè, thịt và nước ép trái cây nữa. Ngon, ngon, ngon. Bây giờ chúng ta listen và read along các con nha. I like jam. Yum. I like jelly. Yum. I like juice too. Yum. Jam, jelly, juice. Yum, yum, yum. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 5, song, nên các con hãy sẵn sàng để chúng ta có thể hát theo các con nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi, bây giờ là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với lại lesson 3. Lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 49 của các con, nên là các con hãy lật sang trang sách số 49 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6. Circle the things that begin with the J sound. Có nghĩa là chúng ta hãy khoanh tròn vào những cái từ nào, cái hình nào mà nó có âm bắt đầu là J. Chúng ta bắt đầu các con ha. J, jelly. J, juice. J, jam. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của lesson 3, đó là phần 7. Bữa nay thì các con thấy ở đây một cái áo khoác. Và cái áo khoác ở trong tiếng Anh được đọc là jacket. Jacket. Bây giờ các con đọc theo các con nha. Jacket. 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 Jam. Jelly. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 3 rồi. Đây là lúc chúng ta sẽ ôm lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn các con nha. J. J. Jam. Jam. Jelly. Jelly. Juice. Juice. Jacket. Jacket. Elf.
jelly. Fox. Juice. Jam. Garden. Frog. Goat. Ink. Car. Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 10 rồi. Cô Paula cảm ơn các con rất rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Paula trong bài học ngày hôm nay. Cô chúc các con luôn khỏe nè, ngoan, học thật thật là giỏi, nghe lời ba mẹ, ông bà, thầy cô nè. Và cô Paula sẽ hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau các con nhé. Tạm biệt các con. Bye bye.